À, xin sư cho con xin kính tri ân sư ạ. Con có một câu hỏi là dạ thưa sư, các hạnh như hạnh ngồi thiền đau chân nhưng vẫn cố ngồi cho đến hết giờ, hạnh ngồi thiền liên tục nhiều giờ như con cóc, hạnh ngồi thiền gục lên gục xuống như con gà mổ thóc, đây có phải là các khổ hạnh cực đoan cần từ bỏ không ạ? Con xin kính mong sư tử bi chỉ dạy ạ. Thì ngồi thiền mà nó có những cái cảm thọ khổ ấy, nhưng mà không phải là mục đích của mình là để trải nghiệm những cái cảm thọ khổ đấy, mà mục đích của mình là đạt được những cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, tức là khi mà mình đạt thành tựu được những cái pháp thiền thì nó sẽ có hỷ, có khinh an, có an lạc, có định tĩnh. Và lúc ấy nó sẽ chế ngự những cái cảm thọ khổ đau đấy. Thì những cái cảm thọ khổ đấy mình không nhất thiết là mình phải nén chịu nó, không 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 nhất thiết mình phải nén chịu nó, mình có thể thay đổi những cái tư thế để cho nó giải tỏa những cái nỗi khổ đấy đi, những cái nỗi khổ thân đấy đi, thì mình thành tựu được cái tâm định tĩnh, chứ không phải là mục đích của mình ngồi thiền là để cho nó đau đớn và để trải nghiệm những cái cảm giác khổ đau đó. Nên là hãy bỏ qua cái đó, không, đó không liên quan gì đến việc hành thiền. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Thiện ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con được hỏi, khi tụng kinh áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào thực hành mới có phước ạ, hay việc tụng kinh đó cũng là một thiện nghiệp là phước báu ạ? Con xin hành kính tri ân sư ạ. Kinh thì nó sẽ ngay cái lúc mình tụng kinh ấy, cái tâm thiện nó cũng có sinh khởi nhá. Ngay cái lúc mình hướng về cái bài kinh mình, lúc đấy cái thiện tâm nó đã sinh lên rồi, cái trí tuệ nó đã sinh lên rồi, và cái chánh kiến nó đã sinh lên rồi, thì ngay cái đấy nó đã có phước rồi nhá. Còn sau đó mình áp dụng cái vào thực hành nữa, ví dụ như mình tụng cái bài kinh niệm xứ xong rồi mình lại thực hành cái pháp thiền niệm xứ nữa, thì cái lúc mình thực hành đấy nó lại sinh lên những cái thiện nghiệp, những cái tâm thiện nữa. Vậy thì mình lúc thực hành nó có những cái thiện nghiệp của lúc thực hành, lúc tụng kinh nó có cái thiện nghiệp của lúc tụng kinh, thì mình thực hành thì lại còn có nhiều hơn thôi, còn ngay tụng kinh không nó cũng có chứ không phải không có. Là con bạch sư hiện nay còn 28 câu hỏi nữa, con xin đọc tiếp ạ. Là con bạch sư, câu hỏi từ hành giả Kusanachita. Là con xin kính bạch sư, người Phật tử tại gia còn hưởng thụ các dục, còn phải làm nhiều phận sự, mỗi ngày vẫn dành 1 đến 2 giờ để hành thiền thì có thể chứng được các tầng thiền, ly được các dục không ạ? Nếu một để mà chứng được các tầng thiền mà chỉ thực hành 1 đến 2 giờ mình còn xong đó lại đi làm các công việc, lại hưởng thụ các dục thì không không thành tựu được nhá. Có cái sự thành tựu đấy là ảo tưởng, không 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 dễ dàng thành tựu được. Nhờ đọc trong cái bài kinh này, Đức Phật nói một cái vị thánh đệ tử Mahanam này này, sống với Đức Phật cũng nói rõ ràng này, vì ông còn sống ở trong gia đình, ông còn hưởng thụ các dục vọng cho nên không đạt được cái pháp do ni dục sinh. Cái pháp do ni dục sinh này thì vị đó phải xa các cái hưởng thụ các cái dục vọng, tức là tránh xa đời sống hưởng thụ các dục vọng. Mà đời sống hưởng thụ các dục vọng là gì? Là thứ nhất là vị đó còn làm nhiều cái công việc, nhiều bổn phận là để còn chạy theo tham dục, và vị đó còn trực tiếp hưởng thụ những cái tham dục đấy, thì những cái tham sân si này nó còn rất là mạnh, còn những cái cấu uế, những cái triền cái này nó khởi lên rất là mạnh. Vị đó không không chứng được, nếu như vị đó phải dành gần hết cái thời gian trong ngày đấy cho cái việc hành thiền đấy cơ, thì vị đó mới chứng được cái pháp thiền định. Ngay một vị thánh đệ tử dự lưu rồi Đức Phật còn dạy thế, huống chi là một cái người phàm phu này, là cái người thời nay cái phiền não tham dục sân hận si mê nó quá là lớn, vì đấy có thể dành một hai thời thiền cùng lắm vì đấy có thể vào được đến cận định, thì có một số người đạt được, nhưng mà để vào được an chỉ định mà vẫn hưởng thụ các dục thì nó cũng mất đi à. Lúc kể cả cái lúc mình có thể dành ra một cái khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng, hoặc là một cái khóa thiền 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí vị nó có thể dành 10 năm, 20 năm xa lì ở cái đời sống thế gian để chuyên tu nhập thất, chuyên tu, vị đó có thể chứng đắc được các tầng thiền rồi, nhưng sau đó vị đó mới chỉ chứng đắc được các cái tầng thiền đấy rồi nó lại trở về, lại tiếp tục làm các công việc, rồi lại tiếp tục hưởng thụ các dục, thì những cái tầng thiền đấy nó tiêu tan đi. Chứ đừng nói gì một vị đó chưa hề có
đắc định, vị đó còn đang hưởng thụ dục, còn đang làm các phận sự, mà vị đó lại chứng được các tầng thiền, thì đó là cái sự nầm tưởng, một cái sự nầm tưởng nguy hiểm, và nên bỏ cái nầm tưởng ấy đi. Hãy nhìn vào cái tâm mình ấy, nó có ni dục không? Nó ni dục thì làm gì còn hưởng thụ các dục nữa. Nếu như vị đó thật sự chứng các tầng thiền, nó ni dục rồi, vị đó sẽ tránh né các dục, vị đó từ bỏ các dục, xa lìa các dục, sống độc cư an tịnh, vị đó mới giữ được cái pháp thanh tịnh đó. Ví dụ như là một cái người, người ta nhảy, người ta đi, người ta đang ở trong một cái vũng bùn hố phân, rồi người ta biết đây là cái hố phân thối, người ta đã đi ra khỏi hố phân, người ta tắm rửa cho nó sạch sẽ, sạch sẽ rồi, nó thanh tịnh rồi, vì nó lại nhảy vào hố phân tiếp, thì nó lại ô nhiễm trở lại. Cũng như vậy, mình có thể là nhảy ra khỏi cái đời sống dục lạc đấy, mình chứng đắc được các tầng thiền, nó đã thanh tịnh rồi, mình lại nhảy vào mình hưởng thụ dục lạc, thì nó lại, cái tâm nó lại ô nhiễm trở lại, thì cái thanh tịnh nó lại mất đi, rồi về đó lại nhảy ra để hưởng thụ, lại tiếp tục hành thiền cho chứng đắc các tầng thiền, thì nó cứ nhảy ra nhảy vào, nhảy ra nhảy vào như vậy. Còn cái lúc mà mình đang hưởng thụ các cái dục lạc, đang làm các phận sự, không chứng đắc được ha, chứng đắc là các tầng thiền đâu, đừng có mê lầm, đừng có ảo tưởng, đừng có bị ngộ nhận. Và ngày nay rất nhiều bị người đang bị ngộ nhận như vậy, thì cái con đường đấy là nó trở thành tăng thượng mạng, là tà kiến, và con đường này sẽ đi đến đọa xứ ở tương lai đó. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Tấn tử hành giả Kusanachita. Dạ, con bạch sư, thời Đức Phật, các Phật tử tại gia vẫn chứng đắc đạo quả rất nhiều, là vì sao ạ? Thời Đức Phật chứng đắc các đạo quả là do những cái vị đấy đã có đầy đủ các ba la mật. Tức là những cái vị nào mà người ta đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Đức Phật quá khứ rất là nhiều. Người ta đã thực hành thiền chỉ, thiền quán. Ví dụ như là thời Đức Phật Kassapa hay là các cái thời Đức Phật khác, hoặc là khi ở các cõi chư thiên, các cõi phạm thiên, người ta đã thực hành thiền chỉ, thiền quán, người ta đã từng thực hành đến tất cả các pháp thiền tuệ đó, đến hành xả trí rồi. Nhưng mà do người ta chưa đủ các ba la mật, người ta chưa chứng niết bàn, cho nên là người ta đến cái thời này, vì cái ba la mật nó đầy đủ, người ta gặp Đức Phật, thì Đức Phật thuyết một thời pháp, do nó đủ các yếu tố nhân duyên, nó chín mùi như vậy rồi, thì nó sẽ tự sinh ra đạo quả thôi. Đấy là do người ta đã có ba la mật rất là nhiều rồi đấy. Vậy thì người ta mới thành tựu được một cách dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng như vậy. Chứ không phải là tự nhiên mà người ta, chứ không phải là thời nào, người nào cũng dễ dàng chứng đắc đạo quả như vậy. Có người nói là thời Đức Phật, thời đấy cũng là con người, người ta nghe pháp người ta cũng có thể chứng đạo được, thì thời nay mình nghe pháp mình chứng đạo được thì đâu có khó gì. Thì đúng là như vậy, nếu như mình có đủ ba la mật thì mới có thể chứng được các cái đạo quả đấy. Nhưng mà có những người chứng được đạo quả rồi thì nó không mất đi, nhưng mà còn chứng được các cái pháp thiền ấy, các cái pháp thiền định ấy, thì nó có là cái sự thanh tịnh hóa dần dần, nhưng nó cũng có thể bị ô nhiễm thối nuôi dần dần. Nếu mình cứ sống ở môi trường thanh tịnh mới giữ được cái pháp đó, và mình sống ở cái môi trường ô nhiễm thì nó lại bị tiêu mất cái pháp đó. Cái pháp thiền chứng các đạo quả siêu thế nó khác, còn cái pháp thiền định chứng cái pháp thiền chứng này thì nó lại khác nhau, hai cái pháp đấy khác nhau, không được nầm tưởng như thế. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Đức ạ. Dạ, con bạch sư ạ, những thời thiền gần đây của con nó diễn tiến như thế này ạ. Dạ, ngay từ khi bắt đầu thời thiền, con đã cảm thấy dễ chịu ở cả thân và tâm, việc chú tâm vào hơi thở rất dễ dàng, vọng tưởng tuy còn nhưng không còn nhiều như trước, và khi khởi vọng tưởng xuất hiện, con tác ý tập trung vào hơi thở. Trong một thời thiền dù ngắn hay dài, con luôn tỉnh táo nhận biết hơi thở vào và ra. Khi ngồi được khoảng 5 phút thì con chỉ còn cảm thấy một khoảng không bao la rộng lớn, sáng mờ bao trùm lên toàn bộ thân tâm con. Cảm giác lúc đó rất dễ chịu. Lúc đó con cảm giác như con đang ngẩng đầu lên cao để toàn bộ không gian bao la rộng lớn sáng mờ đó bao trùm ạ. Cảm giác về thân không còn nhiều và con vẫn thấy hơi thở vào ra. Nhưng hình như là đến một lúc nào đó trạng thái đó dần dần quân bình đi ạ. Đến giữa thời thiền con chỉ còn thấy một trạng thái yên ổn nhẹ nhàng. Con không cảm thấy khó chịu hay muốn xả thiền, nhưng cũng không hẳn là an lạc.
Lúc con có cảm giác đó thì con vẫn đắc ý tập trung vào hơi thở vào ra, nhưng rồi con cứ ngồi như thế cho đến khi thả thiền ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Tất cả những cái hiện tượng đó thì nó cũng rất bình thường, không có cái gì là đặc biệt cả. Cái mình phải bỏ nằm nơ hết những cái trạng thái đấy đi, mình không được đi theo cái tư tưởng nghĩ rằng chỉ còn khoảng không bao na, mình thấy cái ánh sáng lờ mờ cũng không có đi theo nó, mình không nên suy luận phân tích đánh giá tất cả những cái cảm giác, những cái hiện tượng nó sinh lên ở trong tâm hay là ở trên thân gì cả, mà mình có thể phớt lờ tất cả những cái hiện tượng đó đi, chỉ có để tâm ở cửa mũi và vẫn nhận biết hơi thở vào ra bình thường, không cần nhận không nhận định suy luận đánh giá phân tích gì hết, cứ biết hơi thở vào ra là đủ rồi, chỉ cần thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả kính pháp ạ. Dạ, con xin thành kính tri ân sư, đảnh lễ sư ạ. Con xin sư giải đáp giúp con một số thắc mắc như sau ạ. Trong buổi giảng pháp lần trước thì sư có trả lời rằng một người bị thiếu một căn do bẩm sinh thì không phải người tam nhân, nên kiếp này họ không thể tu tập đắc thiền, đắc đạo được. Sư cho con hỏi là nếu một người không phải bị mù bẩm sinh nhưng khi lớn lên thì vì bị tai nạn nên mù, như vậy người đó có thể tu tập chứng đắc thiền định đắc đạo quả được không ạ? Có bị đấy vẫn tu tập được nha, nhưng cái vị mà bị tai nạn thì không vấn đề gì, nghĩa là vị đó có trí tuệ, có niềm tin, có tinh tấn, có thực hành thì vẫn chứng đắc được đạo quả như thường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người xuất gia hiểu biết về nhân quả mà vẫn phá giới phạm tội với người tại gia, không hiểu nhân quả nên mới tạo tội thì tội của người nào sẽ nặng hơn ạ? Người mà biết rằng có tội rồi nhưng mà nếu như vị đó cố tình làm thì có thể là cái tâm sở tư ấy, nó sẽ nặng hơn một chút, tức là vị đó biết là làm cái việc này là có tội nhưng mà vẫn cố ý làm, nó có thể nặng hơn, nhưng mà một lúc nào đó cái tâm hổ thẹn nó vẫn có thể khởi lên, và cái sự tạo cái tội lỗi đó nó có thể có cái quả báo là rơi vào một cái đọa xứ khổ đau, nhưng mà đến một lúc nào đó nó sẽ nhanh chóng hết cái quả báo đó và vị đó vẫn trở lại tu tập được, tức là cái con đường mà vị đó đi đến niết bàn là vẫn vẫn có thể thành tựu được ha. Ví dụ như là có những cái vị tỳ kheo, những cái vị xuất gia rồi làm những cái việc bất thiện như là tám hòa hợp tăng, hay là những cái vị đấy ghen tị với các vị a la hán rồi tạo nên những cái tội lỗi lớn rồi bị đọa xuống địa ngục, nhưng mà sau cái thời gian đọa vào địa ngục đấy, vị đó vẫn sẽ gặp có nhân duyên gặp những cái vị Phật sau này và nghe pháp, vị đó vẫn chứng đắc được niết bàn. Đấy là cái lợi thế của một cái người xuất gia là như vậy, dù vị đó có thể là do cái phiền não nó khởi lên, lúc đấy vị đó không kìm chế được cho nên là tạo những cái tội lỗi, nhưng mà vẫn có cái lợi thế là con đường đi đến niết bàn chưa bị đóng lại hoàn toàn, trả xong cái quả báo tội lỗi đấy vẫn có thể chứng đắc niết bàn tương lai. Nhưng còn một cái người tại gia không hiểu nhân quả, người ta tạo tội lỗi thì vì cái tâm sở tư người ta nghĩ rằng những cái tội lỗi là bình thường cho nên người ta làm với cái tâm nó rất là thản nhiên, có thể cái quả báo nó không quá nặng nề nhưng mà nó rất là dai dẳng, nó rất là dai dẳng. Ví dụ như là có thể vị đó sẽ tái sinh vào súc sinh rồi sinh lại làm người rồi để súc lại súc sinh rồi nó cứ luẩn quẩn ở trong sinh tử như thế, và cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau của cái người thế tục ấy, cái người không hiểu nhân quả đấy là chưa chưa biết đến ngày nào mới dừng lại, là vì đó cứ trôi nan ở trong sinh tử hoài hoài mãi mãi như vậy. Vậy thì dù là cái người xuất gia có tạo tội lỗi thì cái cơ hội chấm dứt khổ đau vẫn còn, còn cái người tại gia không biết nhân quả tạo tội lỗi thì không biết đến ngày nào mới ra khỏi khổ đau. Nó hai cái người đấy nó có khác nhau như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả kính pháp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con hành thiền niệm hơi thở thì được khoảng 20 phút con thấy có ánh sáng. Con đã thử nhiều lần ngồi trong bóng tối để xem có phải là ánh sáng từ bên ngoài không thì vẫn thấy có ánh sáng. Những lúc đó con cảm thấy con vẫn thấy ánh sáng dường như tụ lại xung quanh mắt con dù là con ngồi trong phòng tối và sáng lên.
Khi đi ngủ thì con nhắm mắt lại cũng thấy ánh sáng mờ mờ trước mặt, dù có che mắt lại con vẫn cảm thấy được ánh sáng mờ mờ ạ. Con đọc sách và nghe sư trả lời thì ánh sáng phải được nhìn thấy từ tâm, nên con sinh nghi ngờ không biết cái ánh sáng con thấy ở trong phòng tối có phải là ánh sáng do sự tập trung trên đề mục thiền không ạ. Và từ lúc có nghi ngờ này thì con cảm thấy ánh sáng con thấy được rất khó rực sáng lên, mặc dù trước đây con đánh thấy ánh sáng rực rỡ ạ. Con xin sư giải đáp và hướng dẫn con tu tập tiếp ạ. Con xin Đúng kính chi rồi, ơn khi sư ạ. mà khởi lên cái hoài nghi đấy nhá, là ánh sáng nó sẽ yếu đi. Vì đấy nó hoài nghi, nó một trong năm triển cái mà, khởi lên tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy biên, trạo hối, hoài nghi, thì những cái tâm đấy nó sẽ làm cho cái định bị yếu đi. Không nên hoài nghi thì bây giờ cứ nên thực hành thôi. Thấy như vậy thì nó là như vậy, mình không cần nhận định, không cần suy luận, phân tích, đánh giá, so sánh gì cả, mà cứ tiếp tục ngồi và không cần đi theo ánh sáng, không cần tác ý suy nghĩ xem ánh sáng này nó là cái gì, nó giống cái gì, không cần phải thử nghiệm để chứng minh chứng tỏ gì hết. Tất cả những cái sự thử nghiệm ngồi chỗ tối chỗ sáng để xem nó có thật hay không thật, những cái đứa đấy là thừa, không cần thiết. Đừng làm những cái việc đó, là trạo cử, là phóng dật đó, là năng chăng, làm cho cái điều đó chỉ yếu đi, mà mình nên tinh tấn thực hành, nên kiên nhẫn, nên kham nhẫn, nên cứ tiếp tục thực hành đi, rồi càng ngày cái ánh sáng đó nó sẽ càng rõ hơn, nó càng sáng hơn, nó càng mạnh hơn, rồi mình trải qua một thời gian lâu dài về như vậy thì cái tự động cái niềm tin nó sẽ tăng lên. Còn đúng là cái người mới sơ cơ, mới bắt đầu có một chút ánh sáng thì sẽ hay mắc vào những cái sai lầm, thứ nhất là hoài nghi, và thứ hai là sinh ra thử nghiệm để chứng thực là nó có thật hay không đấy, và cái thứ ba là bắt đầu sinh ra cái sự hoang mang, nó nắng này, là làm sao để giữ được nó, làm sao phát triển được nó, thì tất cả những cái đấy nó sẽ khiến cho cái ánh sáng ấy nó kém đi, nên mình phải bỏ qua được hết những cái điều đó. Và cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường đi thì nó sẽ tốt hơn. Dạ con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phan Thị Huế ạ. Dạ con xin chào thầy ạ, thầy cho con hỏi là con muốn quy Tam Bảo ở trên chùa Phúc Minh thì con phải làm gì ạ? Và khi quy Tam Bảo thì con phải tu tập những gì ạ? Xin thầy chỉ bảo con ạ, con xin được tri ân Quy, cứu nữa. nếu muốn quy Tam Bảo thì hãy đến chùa vào những cái ngày giới là tốt nhất, tháng 4 ngày, ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23, ngày 30, vào cái giờ xin giới. Thế đấy, thì cứ đến đây để quy thôi. Thì nếu trước khi quy mình học được mấy cái những cái câu quy y bằng tiếng Bali thì tốt nhất. Học trước vài hôm thì càng tốt, để đến lúc mình đọc cho nó đúng cái âm điệu thôi. Khi quy Tam Bảo xong rồi thì mình cần phải giữ năm giới: không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu. Đấy là cái quy định thứ nhất. Còn nếu như có điều kiện, có thể, có khả năng nữa thì nên giữ bát quan trai giới vào những ngày trai giới. Mùng 8, 15, 23, 30 thì mình nên giữ thọ trì được bát quan trai giới thì càng tốt. Còn cái điều đó là không bắt buộc. Còn nếu mình có điều kiện hơn nữa thì tập một thỉnh thoảng hành thiền. Hàng ngày nên dành ra một, hai thời hành thiền nghe pháp. Giữ giới, nghe pháp và hành thiền, đó là những cái phận sự thường xuyên, làm được cái, hành được đến đâu thì hành, tức là không bắt buộc, thì chỉ thế thôi. Nghe được bao nhiêu pháp cũng được, mình học được bao nhiêu bài kinh cũng được, mình ngồi thiền được bao nhiêu thời cũng được, tùy theo khả năng của mình. Còn cái bắt buộc là mình phải giữ được năm giới. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư ạ, kính xin sư chỉ dạy cho con theo bài kinh sư mới giảng, con hiểu như sau: chưa đắc thiền vẫn có thể chứng được sơ quả, vị ấy vẫn còn tham, còn sân, còn si, nhưng đã chắc chắn không còn bị tái sinh vào bốn cõi khổ. Chúng con hiện vẫn còn ở đời sống tại gia, không thể đắc các tầng thiền vì không dứt bỏ được các phận sự, vẫn ở đời sống tại gia. Xin kính mong sư chỉ dạy chúng con có thể thực hành giống vị thánh cư sĩ Ma Hà Nà Ma có được không ạ? Con xin thành kính thiên sư ạ. Để mà thánh, để mà trở được thành những cái vị thánh đệ tử như thời Đức Phật ấy, thì mình phải phát nguyện, tức là mình cũng phải tu tập những cái pháp thiền chỉ quán ở cái đời này, mà phải phát triển được thiền tuệ, phát triển được thiền định, rồi hoặc là phát triển thiền tuệ đến hành xả trí, xong là mình phát nguyện là sẽ chứng đắc đạo quả ở trong cái giáo pháp của Đức Phật ở tương lai. Cái thời bây giờ mà chỉ nghe pháp mà đắc đạo được như thời Đức Phật ấy, bởi vì thời Đức Phật là những cái vị đấy là những vị người ta đã có đủ ba la mật, các cái
pháp thiền chỉ quán người ta đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các vị Phật trước, nhưng mà chưa, lúc ấy nó chưa chín mùi, các vị chưa đắc đạo ngay lúc đấy, cho nên là phải chờ đến cái thời giáo pháp của vị Phật bây giờ. Thì trừ khi mình đã có được những cái nền tảng như thế, những ba la mật ở quá khứ như thế rồi, thì bây giờ mới thành tựu được như vậy. Mà nếu như mình có ba la mật như vậy thì mình đã gặp Đức Phật ngay khi Đức Phật còn tại thế rồi, mình đã chứng đắc đạo quả rồi. Cho nên là đến cái thời bây giờ cách Phật mấy nghìn năm rồi mình mới gặp Phật, thì chứng tỏ rằng cái ba la mật của mình không cao, cái duyên để mà chứng Niết Bàn nó chưa đủ, thì bây giờ phải vun bồi cái ba la mật đấy bằng cái cách là nỗ lực thực hành thiền chỉ quán và nỗ lực thực hành các cái pháp giới định tuệ đó. Thì con giới định tuệ là con đường đi đến Niết Bàn nhanh nhất, thì phải thực hành như thế rồi cái điều đó nó sẽ thành tựu ở tương lai, nó không thể thành tựu như mình mong cầu mong muốn được, không phải là mình muốn mà nó được ngay, mà nó phải nuôi dưỡng vun bồi dần dần. Đấy, thì cũng có những người người ta chưa có chứng được thiền định, người ta nghe pháp người ta vẫn chứng được đạo quả, là cái chuyện đó cũng có. Nhưng mà mình mong muốn được như vậy vì người ta trong quá khứ người ta chứng thiền chỉ quán rồi, chứ không phải là như có một cách tự nhiên đâu. Nên là bây giờ mình vẫn nỗ lực thực hành thiền chỉ thiền quán đi, nó không thành tựu được ở hiện tại, nó cũng sẽ thành tựu được ở tương lai. Là con Bạch Lư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tiệp Luy Trần ạ. Là con xin kính chào thầy ạ. Xin sư cho con hỏi rằng là ở chùa mình có nhận thiền sinh vào dịp Tết Nguyên Đán không ạ? Con muốn được Tết này đến chùa tu tập ạ. Có thể được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với những người có nhiều danh vọng, chức quyền và tài sản ạ? Người có nhiều danh vọng, chức quyền và tài sản thì đó nó cũng có nhé, có vị ngọt, có sự hiểm nguy, hay là có cũng có thể xuất ly được. Ví dụ như là những cái người mà có những cái chức quyền lớn, như là được làm những cái cán bộ lớn hay chức cái quan lớn ấy, thì đấy cũng là một cái vị ngọt tức là được mọi người phải cung kính, có nhiều cái danh vọng, có nhiều tài sản, mình dễ dàng được hưởng thụ những cái điều mà mình mong muốn, thì đó cũng có thể được gọi là vị ngọt. Nhưng mà nó cũng có nguy hiểm, cũng có nguy hiểm là có thể là từ cái danh vọng chức quyền đấy mình bị tham đắm quá, rồi sinh ra cái tâm gọi là mình làm những cái việc như là tham ô, nhận sự hối lộ, làm những cái việc sai trái với pháp luật, đến lúc thanh tra người ta phát hiện ra, người ta lại tống tù, xong là người ta lại nhốt, người ta lại tra tấn đánh đập, xong là mình lại phải mất rất nhiều năm ngồi tù tội. Đấy là nguy hiểm nhá, đấy là sự nguy hiểm của cái danh vọng. Còn nếu mà muốn xuất ly ra khỏi những cái danh vọng đấy thì mình luôn luôn phải cảnh giác, phải tỉnh giác, phải không tham đắm, và nó có rất là nhiều những cái cạm bẫy có thể là do mình tham đắm mà gây ra, cũng có thể là do người khác, người ta ganh tị, người ta cài bẫy khiến cho mình bị rơi vào những cái nao ní tù tội, không khó mà tránh khỏi. Mình đã đi trên cái con đường có càng có nhiều vị ngọt thì sẽ càng có nhiều nguy hiểm, giống như là những cái miếng mồi ngon mà nó có móc câu, nên là những cái con cá tham mồi đớp vào thì sẽ bị hóc câu, rất khó có thể tránh được. Nhưng mà một cái người nào, cái người đấy có được cái trí tuệ, nên là sống ở trong môi trường nào mình có được cái trí tuệ để kiềm chế được những cái tham dục, những cái sân hận, những cái sự ngu si của mình, thì có thể nó sẽ tránh được những cái nguy hiểm đấy. Vì những cái người có danh vọng cũng có những cái vị ngọt, có sự nguy hiểm, thì cũng cần phải chế ngự những cái tâm tham sân si của mình, phát triển cái trí tuệ, cái vô tham vô sân vô si nên thì có thể tránh được. Danh vọng, tài sản, vợ con cũng thế, thì một cái người mà có nhiều tài sản, có nhiều vợ con, tài sản thì cũng có, thì đó cũng là một cái vị ngọt, vì mình có nhiều tài sản ấy, mình sẽ được hưởng thụ, mình đạt được nhiều cái mình mong cầu, mình mong muốn, thì đấy là những cái vị ngọt, cho nên nó có hỉ có nạc ở trong đó. Cũng giống như là trong một cái bình nước giải khát cho một cái người đang khao khát đấy uống, nó có sắc thanh hương vị, tức là rất là thơm ngon, nhưng mà trong đó nó có thuốc độc. Vậy thì trong tài sản hay là vợ con ấy, thì nó cũng có cái hỉ nạc, có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc, cũng có, nhưng cũng cái tài sản đấy, cũng cái vợ con chức quyền đấy cũng sẽ đem đến cho mình cái sự khổ đau. Ví dụ càng nhiều tài sản
thì mình no nắng để tích góp được, rồi lại no nắng giữ gìn. Cũng như thế, vợ con cũng vậy. Mình mong cầu để có vợ có con xong rồi cũng phải no nắng giữ gìn. Nhưng mà có giữ đến đâu thì giữ đến lúc nó mất, nó vẫn mất. Tài sản của mình đến một lúc nào đó nó cũng phải mất đi, vợ con lúc nào đó cũng phải già, phải bệnh, phải chết đi. Hoặc là người ta làm những cái việc xấu xa, người ta có những cái sự tranh cãi, đánh đấm chửi nhau thì đó cũng là cái nguy hiểm. Thì mình sẽ thấy được là trong cái gì nó có cái sự hấp dẫn, chạy theo cái dục đấy thì chắc chắn là dục sẽ có hỷ, có lạc thì cũng có khổ, có yêu. Vì vậy nên là muốn xuất ni ra được rồi những cái nguy hiểm đấy thì mình phải phát triển cái tuệ quán ấy. Quán ví dụ như là vợ con hay tất cả những người thân của mình, hay là những người mình yêu mình ghét, phải quán là họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, để không có quá dính mắc, không quá ràng buộc. Đấy là cũng là một cái cách quán để mình xuất ni, hay là mình luôn luôn quán về cái nghiệp và quả của nghiệp như thế đối với bản thân mình, đối với mọi người xung quanh, đối với vạn vật xung quanh. Thì mình quán nó là đất nước lửa gió, những cái gì nó thuộc về vật chất ấy, tài sản ấy, mình có nhiều nhà cửa nhiều nhá, rồi là tiền bạc nhiều nhá, rồi là vàng bạc ấy. Mình phải quán nó là đất, là nước, là lửa, là gió. Vì thật sự là những cái đấy nó chỉ là đất nước lửa gió nó tạo thành thôi mà. Ví dụ đất nó nằm lâu năm quá nó thành đá, thì nó thành vàng, thành bạc, thành kim cương, nó chỉ là cái sự thời tiết nó thay đổi, nó biến cái này thành cái kia thôi. Thì tiền của nhà cửa này cũng thế, nó là đất nước lửa gió, người ta đúc lại, người ta xây lên, người ta nặn nó thành cái hình này hình kia. Quán nó như thế, mình thấy cái bản chất, cái sự thật của nó như thế thì được, mình không có tham đắm mất, mình không có sợ hãi. Còn tất cả mọi người khác mình cũng quán là năm uẩn, là danh, là sắc, là vô thường, là cái gì nó có đến có đi, có sinh có diệt, có được có mất. Thì khi mà quán như thế thì mình sẽ tự tại. Khi mà nó có tăng trưởng tài sản, tăng trưởng bà con quyến thuộc, tăng trưởng danh vọng chức quyền, thì mình cũng không quá ngã mạn, không quá kiêu căng, không quá tham ái, không quá dính mắc, không quá chấp thủ. Rồi khi nó mất đi mình cũng sẽ không quá buồn phiền, không quá ưu bi, không quá khổ sở. Vậy thì phải học pháp và phải thực hành những cái pháp thiền tuệ, thiền quán, phải có những cái chánh kiến để mình như lý tác ý. Thì mình phải học pháp, phải thực hành pháp tư duy theo cái pháp của Phật ấy, thì mình sẽ có được cái trí tuệ đấy để mà tự tại giữa đời ấy. Nên là có dục và mình có những cái tài sản quyền lực vợ con ấy cũng không quá là ngã mạn thích thú tham đắm. Khi mất đi rồi bằng cách này hay cách khác nó sẽ mất đi, mình cũng không quá sầu bi khổ ưu não. Thì đó là cái cách xuất ni ra khỏi những cái vị ngọt đấy, xuất ni ra khỏi cái nguy hiểm đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Thành là Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, thế nào là vị ngọt, sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với các tầng thiền của những hành giả tu thiền ạ? Đối với những người đã tu thiền, chứng đắc các tầng thiền, đúng là cũng có vị ngọt, có sự nguy hiểm và có sự xuất ly. Không phải là không có. Nhưng mà cái vị ngọt ở các tầng thiền nó còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn vị ngọt của các cái ngũ dục thế gian. Nhưng mà các ngũ dục thế gian nó... mình đã cảm thấy hấp dẫn rồi, nó khi mà mình tham đắm mình đã cảm thấy không muốn chán rồi, nhưng mà cho với các pháp các tầng thiền ấy thì nó còn thấp kém hơn nhiều. Với một người chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì vị đó ni được cái dục ở thế gian, ni bất thiện pháp, và chứng được một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh. Toàn thân vị đó thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh đó, không một chỗ nào trên toàn thân là không thấm nhuần cái sự hỷ lạc đó. Đó là một cái sự một cái cảm thọ nó rất là sung mãn, nó rất là cao thượng, vẫn rất là vi diệu, và vì nó có thể an trú ở trong đó suốt ngày suốt đêm, 7 ngày 7 đêm không nhúc nhích, vì cái sự cảm thọ đó nó rất là cao thượng như vậy. Cho nên cũng có nhiều người bị đắm chìm vào trong đó và không thoát ra được, cứ an trú ở đấy rồi khi chết lại sinh về cõi Phạm Thiên. Thì đấy là cái vị ngọt của cái tầng thiền, và cái sự nguy hiểm của các tầng thiền đó chính là cái sự chấp thủ vào các cái vị ngọt đó. Ví dụ như là khi vị đó chứng được tầng thiền, vị đó cũng có người sẽ sinh ra cái ngã mạn nhé, khen mình chê người, tức là ta chứng được tầng thiền đây còn người kia không chứng được tầng thiền. Và lúc đấy cái nhiều cái người, nhất là những người còn là phàm phu, khi chứng được các tầng thiền đấy họ sẽ rất là ngã mạn, họ sẽ khinh những cái người khác, coi thường những người khác, và thấy những cái người hưởng thụ dục nạc kia là những cái gì đó rất là khinh thường và rất là đáng thấp kém.
và nghĩ rằng cái sự chứng đắc các tầng thiền như mình mới là cao thượng. Thì đấy là cái sự nguy hiểm, là mình dễ sinh ra cái ngã mạn, sinh ra cái sự khen mình, chê người. Đấy là cũng có sự nguy hiểm như vậy. Và cái sự nguy hiểm thứ hai là mình chấp thủ vào cái tầng thiền đấy, mình đắm chìm ở trong đấy và không muốn xuất ra để thực hành những cái pháp cao thượng hơn. Đó là cái sự nguy hiểm của những cái tầng thiền. Và cái sự xuất ni của các tầng thiền đó là một cái người đấy sẽ trú trên tầng thiền một chút xíu, đủ vừa đủ cái định sung mãn thôi, sau đó vị đó sẽ xuất khởi khỏi tầng thiền đó, vị đó phân tích ra những cái pháp nó cấu thành cái tầng thiền đó, đó là những cái danh pháp và sắc pháp và sơ thiền, nó có những cái nộ tâm như là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, an chỉ. Rồi vị đó thấy được cái tính sinh diệt của cái tầng thiền đó, nó sinh lên nó diệt đi, cho nên vị đó thấy được cái sự vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã của cái tầng thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tất cả các tầng thiền vị đó đều phải thực hành như thế. Vị đó chú vào đó một chút, rồi vị đó phải xuất ra, vị đó phải quán cái pháp hữu vi nó cấu thành cái tầng thiền đó, và vị đó quán cái sự thật của nó, đó là cái sự vô thường, khổ, vô ngã của cái danh pháp, của cái sắc pháp đó, thì vị đó không tham ái, không chấp thủ, không đắm nhiễm vào các tầng thiền đó, vị đó sẽ được giải thoát khỏi cái sự tham ái chấp thủ đấy. Đấy là sự xuất ni đối với các tầng thiền, và đấy cũng là cái con đường đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ con thưa sư, ở các chùa miền Bắc thường thờ Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, tượng hộ pháp, Phật ngàn tay ngàn mắt, các vị ấy có lịch sử, có sự thật không, hay có ý nghĩa như thế nào ạ? Đúng là các chùa miền Bắc mình là có, ngoài thờ Phật ra thì còn thờ vô số các hình tượng khác nữa. Các cái vị trong đó thì còn nếu mà nói là cái sự mà nó phổ thông nhất và nó nổi tiếng nhất và nó có cái sự ảnh hưởng đến tín ngưỡng dân gian của người dân các cái vùng quê, nhất là người miền Bắc này nhất, đó là hình tượng Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền. Thì thực ra thì Đức Phật không có dạy là thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền đâu đấy. Thì thường thường cái thời đầu là chỉ thờ Đức Phật thôi, nhưng về sau này vì cái do cái tín ngưỡng dân gian Việt Nam nghĩ là thờ Đức Chúa Ông, thì Đức Chúa Ông là một cái vị cư sĩ Phật tử, là cái người đã cúng cái mảnh đất Kỳ Viên ấy, và người đã dùng rất là nhiều vàng bạc để mua một cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà và xây dựng nên cái ngôi tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp, gọi là cái tịnh xá Chetavana, là Kỳ Đà Viên. Đấy là cái ngôi chùa rất là lớn thời Đức Phật và cúng dường cho Đức Phật. Thì người ta thờ Đức Chúa Ông thì với một cái ý nghĩ, với một cái sự khuyến khích những cái người dân, đó là những cái người nào cúng dường cái việc xây chùa tô tượng Đức Chúa sẽ được ghi nhớ như vậy. Tức là giống như là đấy, đây là một cái tấm gương, Đức Chúa Ông này là một cái tấm gương, một cái người đã cúng đất để xây chùa. Vì vậy cho nên là những người dân hãy lấy đó làm gương, hãy hiến đất vào chùa, rồi cũng sẽ được tôn thờ, sẽ được tưởng nhớ mãi mãi như vậy. Đấy là cái mục đích mà để thờ đến Đức Chúa Ông là như vậy. Thế nên người ta có những cái tín ngưỡng là Đức Chúa Ông được gọi là ông cấp cô độc. Cấp cô độc tức là ông hay cấp dưỡng cho những người cô đơn ấy, những người cô độc, những cái trẻ em mồ côi, những trẻ em mồ côi cô đơn cô độc là ông ấy nuôi dưỡng, ông nuôi dưỡng chăm sóc, giống như là những cái bệnh, giống như là thời bây giờ có những cái trại cô nhi ấy. Thì thời ông cấp cô độc vì ông nào người đại phú, triệu phú nên ông có nhiều tài sản, ông cũng hay cấp dưỡng cho những cái người như thế. Cho nên là người ta cũng dựa vào cái tích đấy, và những cái người người ta sinh ra những cái đứa con khó nuôi, người ta thường nói là đến bán cho Đức Chúa Ông. Đấy là cái nhiều những cái tục lệ ở dân gian nhá, dân gian, và rất là nhiều người sẽ làm cái tục lệ gọi là bán con cho Đức Chúa Ông, và có những cái tờ giao khoán là thôi nhá, có những cái tờ cam kết ấy, tờ cam kết và sẽ được đặt lên cái bàn Đức Chúa Ông ấy trong bao nhiêu năm đấy, lại chuộc nạn. Ý muốn nói là cái đứa con này con sinh ra con nuôi nhưng mà nó khó nuôi quá, thì nhờ Đức Chúa Ông nuôi hộ, thì ngài là một cái bậc triệu phú đại phú nên là ngài giàu có, thì ngài sẽ nuôi con cho tốt hơn. Đấy là một cái hình thức trở thành một cái tín ngưỡng dân gian của người dân Việt Nam ở các tỉnh miền Bắc này thôi. Miền Nam thì không có cái chuyện đó. Miền Nam chưa thấy các chùa không có thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền đâu. Ở miền Bắc thì chắc là cũng chỉ mấy trăm năm đổ ở đây thôi. Các nước khác không có, người ta không ai thờ Đức Chúa Ông cả.
các nước Phật giáo khác trên thế giới thì các nơi người ta không có, chỉ có mỗi ở Việt Nam và ở một khu miền Bắc thì chỉ có mấy trăm trở lại năm trở lại đây. Và người ta hay bán con cho Đức Chúa Ông là vì cái lịch sử của ông Cấp Cô Độc là ông hay nuôi dưỡng trẻ con. Và vì cái thờ Đức Chúa Ông, vì ông Cấp Cô Độc là người hiến đất xây chùa. Và đấy là người ta sẽ lấy cái đó làm cái tấm gương để khuyến khích người khác ấy hiến đất vào để xây chùa. Và cái đấy trở thành một cái tín ngưỡng thờ Đức Chúa Ông. Và cho nên người ở người miền Bắc này, người ta đến chùa người ta hay mang rượu thịt đến người ta cúng dường Đức Chúa Ông. Người ta nghĩ Đức Chúa Ông là người tại gia mà vẫn ăn thịt uống rượu. Nhưng mà cái đấy cũng là một cái hiểu sai nhá. Vì ông Đức Chúa Ông chứng được sơ quả, ông cũng là một bậc dự lưu. Đức Chúa Ông là bạn ông Cấp Cô Độc ấy, chứng được sơ quả. Ngay cái thời mà ông còn tại thế, có nhiều người mời uống rượu, nó không uống nhá. Chú Cấp Cô Độc không uống rượu đâu, vì vị thánh sơ quả không có uống rượu. Và khi chết thì ông Cấp Cô Độc sinh về cái cõi trời Đâu Suất, đang ở trên cõi trời Đâu Suất, nhưng đâu có ở dưới này đâu. Việc thờ thì thờ vậy thôi, đấy là tín ngưỡng dân gian thôi. Thì đấy là có lịch sử là như vậy, và có cái ý nghĩa là để quyến hóa mọi người hiến đất vào để làm chùa ha. Ai thờ Đức Chúa Ông là phải thế, là phải cúng dường đất cho chùa ấy. Đấy là cái khuyến khích cho những người cư sĩ, người ta tích cực xây chùa cho nhiều, phát triển khắp nơi. Đấy là thờ Đức Chúa Ông. Còn thờ Đức Thánh Hiền, Đức Thánh Hiền thì đây là Tôn giả Ananda, là cái vị thị giả của Đức Phật. Thì Tôn giả Anan ấy là một bậc A-la-hán ấy, là cái người hầu cận Đức Phật trong suốt 25 năm. Thì thờ Tôn giả Anan cũng tốt. Thì nhưng mà phải hiểu về lịch sử như thế. Tôn giả A Nan là một người rất là tận tụy trung thành và phục vụ Đức Phật, thị giả Đức Phật. Ý muốn nói rằng là những cái người con Phật phải theo cái gương của Tôn giả A Nan, của Đức Thánh Hiền này, tức là phải hết lòng hộ trì Phật pháp như thế. Tức là cái ý nghĩa như thế, tức là mọi người tôn thờ Đức Thánh Hiền, Tôn giả Ananda này thì phải có cái tâm hộ trì Phật pháp hết lòng hết mực, hết dạ như Tôn giả A Nan. Thì đấy là lấy cái đấy làm tấm gương để giáo dục con người đấy, để giáo dục những người dân. Vì thực sự ra là cái người dân miền Bắc Việt Nam rất là khó dạy, rất là khó giáo hóa, nên là phải dùng những cái hình tượng của các bậc thánh như thế để làm cái tấm gương mới nói được người ta. Người ta theo những quan điểm mê tín dân gian, người ta rất khó nói. Cho nên là các cái vị sư, các vị trụ trì thời xưa ở Việt Nam đã chế ra cái đã nghĩ ra cái cách là thờ hai hình ảnh ấy, Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền, để lấy đấy để giáo hóa, để giáo dục những cái người Phật tử, những cái người dân ở vùng quê. Và người ta kính sợ những cái bậc thánh thần như vậy, và người ta sẽ ngoan đạo hơn, người ta sẽ thuần thục hơn, người ta sẽ sống hiền thiện hơn, người ta sẽ hộ trì Phật pháp nhiều hơn. Đấy là cái hình ảnh như vậy á. Còn cái hình ảnh mà trong các chùa sẽ có cái pho tượng nghìn tay nghìn mắt. Pho tượng nghìn tay nghìn mắt này nói về lịch sử là không có nhá. Lịch sử nó không có thật. Bên này là do, đây là một tác phẩm do ở một số kinh đại thừa, hay là cũng có thể là do một cái tích truyện nào đó viết nên. Chứ làm gì có ai bây giờ bốn tay bốn mắt là người ta đã chạy hết rồi. Làm gì có người nghìn tay nghìn mắt giờ xuất hiện đây cả. Thì có mà khắp thiên hạ thì kéo đến xem giống như một cái gì đó kỳ dị. Phật thì cũng là con người, chỉ có hai tay hai mắt thôi, không có Phật nào gọi là nghìn tay nghìn mắt được. Nghìn tay nó mọc ở đâu cho hết, nghìn lỗ chân lông gần trả hết, nên là nghìn tay người phải như thế nào, kỳ dị quá, không có. Nhưng mà cái thờ cái hình tượng Phật nghìn tay nghìn mắt để muốn ám chỉ một cái điều ấy, ám chỉ một cái điều rằng là Đức Phật hay một vị Bồ Tát ấy, thì người ta thường thường gọi nghìn tay nghìn mắt, gọi là Bồ Tát Chuẩn Đề hay là Phật Bà nghìn tay nghìn mắt, không biết. Thì cái này chỉ là một cái câu chuyện dân gian gì đó để giáo dục người ta, tức là ý muốn nói rằng Đức Phật hay các vị Bồ Tát này có rất nhiều mắt, nhưng ai làm cái việc tốt việc xấu thì các ngài thấy hết, cho nên gọi là phải thưa đừng có che mắt thánh. Người làm cái việc gì đến trước cửa Phật này nó sẽ rõ hết ra, tốt người xấu, cái tâm trạng như thế nào, hành động như thế nào, lời nói việc làm việc gì, đừng có nghĩ rằng qua mắt được thánh thần, đừng có mới nghĩ là qua mắt được Phật Bồ Tát, các ngài thấy hết nhá. Ý muốn gọi là hiển giáo mật giáo gì đấy, muốn nói rằng là để lấy cái hình tượng đó để giáo dục một người là thấy Phật có nhiều mắt như thế, cho nên là đừng có làm cái việc gì đó, đừng có ngấm ngầm sau lưng mà làm những cái việc gì xấu xa. Các ngài có nhiều tay như thế, các ngài sẽ làm được nhiều việc.
Thì cái này nó hoàn toàn là một cái pháp tín ngưỡng. Đấy là vì cái người dân gian, người ta thích những cái hình tượng thần thánh như vậy. Những cái hình tượng mà có cái tính thiêng liêng, tức là cái tính kỳ dị như thế, thì người ta kính sợ, tức là muốn đánh vào cái tâm lý sợ, kính và sợ, sợ mà kính, kính mà sợ. Cho nên là để khuất phục những cái người bất thiện, những cái người ương bướng, tức là có thể là có nhiều cái ngôi chùa, những cái miền quê Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam có những người, người ta rất là sắc sược, người ta rất là hỗn hào, người ta mạn Phật khinh tăng, người ta đến chùa người ta có thể mắng chửi các vị sư, người ta có thể cướp phá cửa chùa. Nhưng mà khi người ta bước vào trong ban thờ, người ta nhìn thấy tượng của các vị hộ pháp, tượng của các vị Phật, có những cái sự kinh sợ, tức là người ta nhìn lên mà người ta thấy khiếp sợ. À, các ngài như thế, người ta nghĩ rằng là các ngài rất là linh thiêng, các ngài sẽ không bỏ qua cho những cái hành vi xấu xa của mình. Và chính vì vậy cho nên là để mà đối phó với những cái người xấu ở trong dân gian, vì các cái ngôi chùa sẽ nằm ở những cái nơi hẻo lánh, ở những cái vùng quê Việt Nam, và có rất là nhiều những cái người nỗ mãng, những cái người ác ý bất thiện, người ta đến người ta bắt nạt các cái vị sư tu tập ở các cái ngôi chùa đấy. Thật sự là các cái vị sư tu tập ở những cái vùng quê Việt Nam rất là khổ với những cái người dân, vì những cái người trí thức thì người ta rất là kính trọng các cái người tu hành. Nhưng mà những cái người gọi là vô đạo đức, vô trí thức, những cái người gọi là đầu trộm đuôi cướp, những cái người ác nhân bất thiện ấy, thì người ta lại cứ đến chùa người ta bắt nạt các vị sư. Người ta đè đầu cưỡi cổ, người ta uy hiếp, rồi người ta chửi mắng, người ta gây sự khó dễ. Và các vị sư sống ở đấy rất là khổ, cho nên là mới phải dựa vào những cái hình ảnh thánh thần mang cái tính biểu tượng gọi là uy nghiêm linh thiêng đó đưa lên trên ban, là chính là để đối trị, để làm cho những cái người ác nhân bất thiện đấy, người ta sợ, người ta kính Phật, người ta kính những vị Phật có những cái hình tượng kỳ dị đấy, và người ta phải tôn trọng những người tu. Chính vì vậy cho nên là hầu hết các cái vị sư ở các chùa ở miền Bắc này đều phải tạo ra rất là nhiều tượng Phật, tạo ra rất là nhiều những cái hình tượng và trông phải rất là hung dữ một tí, chính là để uy hiếp đấy, để mà đối trị lại với lại những cái người bất thiện ở trong dân gian đấy. Thì nếu như mà một cái người có tu tập ở các cái vùng quê Việt Nam, mình có sống ở những cái nơi có văn hóa như vậy, mình cũng phải thấy đồng cảm với cái cách mà phải thờ như vậy. Không ai muốn thờ như vậy, ai chỉ muốn thờ một Đức Phật rất là uy nghiêm hiền từ, từ bi bác ái thôi. Chứ có ai muốn thờ những cái hình tượng kỳ dị trong khiếp khủng khiếp như thế khiến cho người ta đánh xa đâu. Nhưng mà vì cái người dân gian có nhiều người, người ta quá là hung dữ, người ta chỉ kính sợ những cái thần linh thôi, chứ người ta không kính sợ người phàm. Người ta không kính sợ cái người bằng xương bằng thịt, những cái vị sư tu hành đấy bằng người bằng xương bằng thịt, người ta vẫn đến uy hiếp bắt nạt được. Nhưng mà người ta nhìn lên những cái hình tượng kỳ dị như vậy, người ta mới sợ hãi, người ta mới kính trọng, hoặc là người ta sợ, người ta không dám đến nữa. Người ta biết là mình có những cái tâm bất thiện, mình là cái người xấu, mình đến đấy sẽ bị các ngài trừng phạt. Mình mà đến chùa lấy cái gì sẽ bị Đức Chúa Ông phạt, sẽ bị hộ pháp thiện thần phạt. Và chính vì người ta sợ cái sự linh thiêng của ngôi chùa và những cái hình tượng đấy, cho nên người ta không dám đến chùa quấy phá. Đấy, cho nên là các cái chùa miền Bắc Việt Nam mới hay tạo ra nhiều hình tượng của các cái vị Phật uy nghiêm linh thiêng như thế để mà tôn thờ đấy, là vì có cái mục đích đấy, có ý nghĩa chứ không phải là không đâu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, các tín đồ tại La khi có người thân qua đời thường nhờ các thầy chùa tụng kinh cầu siêu. Vậy người chết có được siêu thoát không ạ? Việc đó Đức Phật có dạy không và nên làm như thế nào để đúng lời Đức Phật dạy ạ? Khi mà có người chết là sẽ mời các thầy đến tụng kinh ngay từ lúc bắt đầu chết rồi. Là phải tụng kinh xong mới cho vào quan tài. Xong là đến 2-3 ngày lại đến tụng kinh, tuần 1 tụng kinh, đến tuần 7 tụng kinh, trăm ngày tụng kinh, ngày rỗ tụng kinh, liên tục tụng kinh như vậy. Và với cái tụng kinh gọi là tụng kinh cầu siêu cho người chết. Và cái này nó đã trở thành một cái tín ngưỡng ở dân gian. Mặc dù là cái pháp đấy thì thời Đức Phật thì cũng không có chú trọng về cái pháp này quá nhiều. Nhưng mà cái tụng kinh nó có cầu siêu được, nó có siêu độ được hay không? Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái pháp, cái đàn tràng đấy
có mang lại cái công đức phước lành gì không. Tụng kinh thì sẽ có phước, một cái vị tụng kinh đó nếu như là một cái người có giới đức và tụng lên những cái bài kinh có cái sự tỉnh thức, có cái sự giáo dục, thì giáo dục người sống thì nhiều hơn, giáo dục người chết thì ít. Chủ yếu là để cho những cái người sống người ta giác ngộ ra cái sự vô thường, khổ, vô ngã, để cho người ta bớt đi sầu bi ưu não, tử biệt sinh ly, người ta bớt đi những cái sầu muội đau khổ, người ta có được cái sự an ủi. Thì cũng nhờ vậy mà người ta có cái đức tin với Phật Pháp, nhờ những cái đấy người ta thấy hình ảnh chư Tăng, người ta khỏi những cái tâm cung kính, người ta nghe được câu Pháp, người ta khởi lên tâm cung kính, người ta đến chùa lễ Phật cúng dường, người ta tạo được cái công đức phước này. Thì đấy cũng là một cái cách gọi là độ sinh. Nhưng mà có một số người thì lại lạm dụng quá mà đấy nó sinh ra mê tín, như là bị đấy sinh ra những cái cúng bái quá rườm rà, rồi là đàn tràng, hay là lấy tiền vàng mã nó kia, hoặc là người ta tin rằng tụng kinh sẽ siêu thoát được. Thì cái sự siêu thoát được ấy, có hay không mình không biết được, nó có rất là ít, cái khả năng đấy nó xảy ra thì rất là ít. Như thời Đức Phật chỉ dạy rằng là những cái người người ta chết, người ta sinh mà kiếp ngã quỷ, người ta chưa được siêu thoát, thì cái người thân nhân đó tạo ra những cái công đức phước lành rồi hồi hướng cho những người cái ngã quỷ đấy để họ được siêu thoát. Để tạo ra công đức phước lành bằng cái cách đó là tạo ra cái phước, nó sinh ra từ cái tâm cung kính, tức là mình phải kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Cái phước nó sinh ra từ cái sự cúng dường, cúng dường Phật Pháp Tăng. Cái phước nó sinh ra từ tụng kinh, tức là tụng kinh mình khởi lên cái hoan hỷ với cái giáo pháp của Phật, cái từ kính Pháp, và nó sinh ra từ cái trí tuệ do mình hiểu được cái giáo pháp đấy. Nó cái phước lành đấy nó sinh ra từ những cái tâm, cái thiện tâm hợp trí tuệ của những cái người thân đó, rồi sau đó người thân nó hồi hướng cho cái người mất đó. Thì nếu như cái người mất đó sinh làm ngã quỷ, người ta hoan hỷ với cái điều đó, hoặc người ta sinh làm chư thiên, người ta hoan hỷ người đó, thì người ta cũng được hưởng một cái phần công đức đó. Còn để nói là có siêu thoát được từ cái cõi ngã quỷ lên cõi chư thiên hay không thì cái đấy khó lắm. Cái đấy nó còn tùy thuộc cái nhân duyên, là cái ngã quỷ đấy thật sự người ta đã đến cái hết cái nghiệp chưa, người ta phải hết cái nghiệp mà đọa vào cái đọa xứ đấy rồi này, người ta phải cái rồi đến lúc người ta mới nghe cái kinh đấy, hoặc là người ta tùy hỷ cái công đức của người sống đấy, thì cũng có những người sẽ được siêu thoát. Có thể là rất ít, nhưng mà cũng đôi khi cũng có, nếu như cái sự thành kính, cái lễ bái đó nó tạo ra được nhiều công đức phước này. Ví dụ như là vị đó thỉnh được những cái vị sư để làm công đức cho mình, đó là những vị thánh tăng, những bậc A-la-hán. Rồi cái người thí chủ đó chỉ cúng dường đến cái bậc thánh nhân A-la-hán ấy, nó tạo ra công đức rất lớn cho cả người sống và người chết. Thì nhờ cái công đức đó mà có thể các cái vị ở cái cõi vô hình đấy cũng được sinh thiên, mà cái người sống nhờ cái công đức đó cũng có thể được sinh thiên. Thì nó còn tùy theo nhé. Có, tức là nó cũng có công đức nếu như vị đó trong cái đàn lễ bái đó tạo ra công đức, còn nó sẽ không có công đức nếu như vị đó quá mê tín và tạo ra những điều tội lỗi trong cái lễ bái đó, thì không thể khẳng định là có hay không, còn tùy theo cái việc làm đó là tội hay phước mà thôi. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Là con bạch sư, một người tại gia chứng đắc sơ nhị quả vẫn hưởng thụ các dục, vẫn bị tham sân si chi phối như vậy, thì họ có tạo ác nghiệp không? Tại sao họ không bị sinh vào các cõi khổ ạ? Kinh người tại gia mà chứng được sơ quả nhị quả vẫn còn tham sân si. Cái lúc tham sân si ấy, đôi khi người ta nói ra những cái lời bất thiện, đôi khi người ta cũng làm những việc bất thiện, nhưng những cái lời nói và những cái việc làm bất thiện đó nó đi với cái tâm bất thiện rất là yếu, chứ nó không đi về tâm bất thiện lớn. Bởi vì lúc đấy cái tham sân si nó có khởi lên, nhưng nó yếu chứ nó không mạnh. Nó rất là yếu chứ nó không mạnh. Và trong cái lúc vị đó khởi lên cái tâm tham sân, vị đã biết tham sân si này là xấu rồi. Cho nên là khi nó phát ra thành những cái hành động, thì nó cũng khởi lên, nó trở thành những cái hành động rất là vi tế thôi, tức là rất là yếu chứ không mạnh. Những cái tâm, những cái tốc hành tâm bất thiện đó, nó luôn bị những cái trí tuệ nhận diện ra, đây là xấu, đây là bất thiện, cho nên nó không đủ mạnh để cho vị đó sinh vào cõi ác. Tức là để mà sinh vào những cái đọa xứ thì những cái tham sân si đó nó phải khởi lên rất là mạnh, và nó đi kèm với tà kiến. Ví dụ như một cái người, người ta hưởng thụ dục lạc, người ta nghĩ rằng dục lạc này là
đáng để hưởng thụ, người ta tham ái và người ta chấp thủ với cái tham dục đấy, thì người ta hưởng thụ dục lạc với tà kiến, người ta khởi lên cái sân hận, người ta nghĩ rằng mình phải hại người này hại người kia, và điều đó là cái việc đáng là, thế đấy là cái tâm sân, cái hành động bất thiện nó đi với tà kiến. Thì tất cả những cái hành động bất thiện nó đi với tà kiến, nó mới khiến cho một người đọa xuống đọa xứ. Còn những cái, còn đối với các bậc thánh đệ tử, sơ quả nhị quả còn tham dục còn sân hận, nhưng khi nó khởi lên cái tâm tham dục sân hận đấy, vì nó luôn luôn có trí tuệ nó đi kèm, luôn luôn có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, nó đã sinh khởi, nó đã thể nhập rồi, cho nên vị đó có những cái nỗi nầm thì nó rất là yếu, nó rất là nhỏ, nó không đáng để vị đó phải đọa vào địa ngục nữa. Và nhất là trong thời điểm cận tử, vị đó cũng vì cái chánh niệm nó mạnh, cái trí tuệ đấy nó mạnh, cho nên là vị đó không bắt cái tâm đấy, nó không bắt vào những cái hành động bất thiện, mà nó sẽ bắt vào những hành động thiện, cho nên vị đó sẽ tái sinh lại làm người hoặc chư thiên, chứ không bao giờ tái sinh xuống đọa xứ được. Đấy là với một người chứng đạo quả là vậy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Dạ, con bạch sư, làm sao để biết được một người khác đã chứng thánh quả nếu mình không biết họ là bậc thánh nên đã hủy báng xúc phạm họ thì quả báo sẽ như thế nào ạ? Một người biết được một người khác là bậc thánh rất là khó, rất là không thể biết được. Như thời Đức Phật thì chỉ có khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật mới tuyên bố vị này là thánh nhân, vị này đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn khi mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, không ai tuyên bố nữa. Bởi vì tuyên bố ra, người này tuyên bố, người khác cũng sẽ tuyên bố, người khác sẽ lợi dụng. Và có những người còn là phàm nhân vì tham danh vọng chức quyền, tham danh vọng lợi dưỡng, người ta chưa chứng, người ta cũng tự tuyên bố để người ta được cái sự cung kính. Cho nên từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, không ai tuyên bố rằng người này chứng đạo quả gì cả. Và rất ít người khác biết rằng đây là cái vị này là thánh nhân hay là phàm nhân. Mà nhất là những cái vị thánh nhân mà người ta vẫn còn tham sân si thì người khác vẫn cứ nghĩ rằng vị này là phàm nhân thôi, chứ không thể nghĩ rằng vị này là thánh nhân được. Vì vậy cho nên là để mà biết được cái vị đó là thánh nhân hay không thì chỉ có thánh nhân mới biết thánh nhân. Thì mình phải tu tập chứng thánh nhân thì mới biết mình là phàm nhân sao biết được. Thế nên là hãy sống tôn trọng với mọi người thôi, nhất là với những người có học pháp, có thực hành pháp, có sống theo pháp, thì hãy tôn trọng cái sự học pháp hành pháp của cái vị đó để mình không có phạm lỗi khi vào là xúc phạm thánh nhân. Còn nếu như dù vô tình hay cố ý mình xúc phạm một vị thánh nhân rồi thì sẽ bị quả báo nhãn tiền ngay tức thì. Không bị quả báo nhãn tiền thì cũng bị cái quả báo đọa và đọa xứ ở tương lai. Nếu như một người đó mình tưởng người này là phàm nhân rồi mình hủy báng xúc phạm, tức là có lời nói xúc phạm hay có ý nghĩ ác ý đến cái vị đấy, thì nó sẽ có cái quả báo đó là trong cái đời này vị đó sẽ không chứng được thiền và không chứng được đạo quả, không chứng được thần thông. Nếu như vị đó là người tu tập, vị đó sẽ không chứng được những pháp thượng nhân đó, cho dù vị đó có nỗ lực đến đâu. Nhưng nếu như vị đó sám hối nhá, thì nó sám hối thì vị đó lại thành tựu được. Nếu như vị nào mà đang thực hành pháp mà mình chỉ cần có cái lời nói xúc phạm đến một cái bậc khác là vào siêu thế rồi là thánh nhân rồi, thì nó sẽ ngăn chặn lại đấy. Nếu như chưa đắc thiền vị đó không đắc thiền, chưa đắc đạo quả vì nó không đắc được đạo quả trong suốt đời này. Đấy là cái thứ nhất, mà vì nó xúc phạm thánh nhân sẽ bị cái quả báo như thế. Cái thứ hai nữa là xúc phạm thánh nhân có, nếu như mấy cái ác ý lớn, xúc phạm những cái câu nói lớn, mình sẽ bị cái quả báo ngay lập tức ở đời này. Đó là sẽ bị cái quả báo gặp những cái họa ngay lập tức. Có thể là mình sẽ mắc một cái tai nạn nào đó, gặp một cái tai nạn nào đó về thân, hoặc là mình sẽ bị mất mát về tài sản, hoặc là bị lửa nó đốt cháy, nước cuốn trôi, trộm cướp, hoặc là bệnh tật, tức là mình sẽ mắc một cái bệnh tật nào đó, hoặc mắc một cái tai họa nào đó về vua quan, tức là mình sẽ phạm một cái tội nào đó và bị bắt đi tù tội, tức là mình sẽ bị mang một cái tiếng ô nhiễm nào đó, tức là mình sẽ rơi vào một cái tiếng xấu nào đó. Tức là sẽ bị cái quả báo, tức là một trong 10 cái quả báo nó sẽ đến ngay trước mắt. Thế là xúc phạm thánh nhân thì sau khi xúc phạm xong, sớm hoặc muộn mình sẽ bị cái quả báo nhãn tiền. Và cái quả báo thứ hai nữa, nếu như mình không sám hối hoặc là những cái tâm bất thiện đó nó không được đoạn trừ đi thì đến lúc chết sẽ đọa vào địa ngục, và sẽ đọa thẳng vào địa ngục ngay. Đấy là cái tội xúc phạm thánh nhân sẽ như thế. Cho nên hầu hết là Đức Phật mới dạy là cần phải
kính Phật, kính Pháp, kính Tăng là vậy, phải tôn trọng Tăng Bảo. Như là dù nó là thánh nhân, phàm nhân mình cũng phải kính trọng như là những bậc thánh nhân vậy, để mình không có rơi vào cái sự gọi là vô tình hay cố ý xúc phạm những bậc thánh nhân. Đôi khi có cả những cái người Phật tử tại gia, như thời xưa thời Đức Phật là rất là nhiều người người ta chứng được thánh quả, mà kể cả mình xúc phạm cái người đó dù là người tại gia nhưng người ta là thánh nhân, mình vẫn phạm vào tội xúc phạm thánh nhân và vẫn bị những cái quả báo như vậy. Vậy nên mà để mà biết được thánh nhân thì chỉ có thánh nhân mới biết được, không phải ai biết được. Nhưng mà xúc phạm thánh nhân dù vô tình hay cố ý thì vẫn bị quả báo khổ đau, không tránh khỏi, trừ khi mình sám hối thì sẽ hết. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Bảo ạ. Dạ con bạch sư, một người đã tự nhận mình đã chứng pháp thượng nhân hoặc gợi ý cho người khác biết mình là bậc thánh thì họ có phải là bậc thánh nhân không ạ? Một người tự nhận mình là bậc thánh nhân hoặc gợi ý cho người khác biết thì cái thường người đấy mà vì cái nuôi mạng ấy, vì cái danh vọng ấy, vì muốn mình được nổi tiếng, muốn mình được danh vọng nợ dưỡng, rồi gợi ý hay nói cho người khác biết mình là thánh nhân, thì cái vị đấy sẽ không phải là thánh nhân. Bởi vì các bậc thánh nhân thì sẽ không bao giờ tránh ngữ, có luôn luôn đi kèm tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Tức là không bao giờ vì cái nuôi mạng mà phải khoe pháp thượng nhân của mình, không bao giờ vì cái danh vọng tầm thường mà khoe pháp thượng nhân. Nhưng đôi khi vị đó sẽ nói cái pháp thượng nhân đó vì cái lòng từ bi. Ví dụ như là vị đó muốn cho một cái người này theo cái con đường tu tập của mình, vị đó tin tưởng là khi mình nói ra thì cái người này sẽ tu những cái pháp thượng nhân để thành tựu cái bậc thánh nhân này. Cho nên là đôi khi vị đó cũng có nói ra với một số trường hợp, hoặc là vị đó sẽ nói ra để khi mà một cái người khác xúc phạm đến vị đó, nhưng vị đó muốn có cái lòng từ bi. Ví dụ như là thời xưa có một cái vị tỳ kheo già, một tỳ kheo trẻ đi cùng đi khất thực. Thì vị tỳ kheo già hôm đấy là bị đau bụng gió, cho nên là khi xin được một bát cháo nóng thì vị đó ngồi đó ăn ngay tại chỗ. Thì vị tỳ kheo trẻ đến nơi mới nói là cái ông già này chỉ vì nhân duyên cái bụng mà làm cái việc không biết xấu hổ. Thì cái vị tỳ kheo già này mới hỏi rằng là này bạn, ông chứng được đến cái pháp gì rồi? Thì vị tỳ kheo trẻ này nói dạ con chứng được sơ quả. Thì vị tỳ kheo già nói rằng vậy thì ông không thể chứng được các pháp cao hơn nữa, vì hôm nay ông đã xúc phạm một bậc lậu tận. Thì lúc đấy là vì cái lòng thương cái vị này, muốn cho vị này còn tiến bộ, sẽ còn chứng được những pháp cao hơn, cho nên là vị đó mới nói rằng mình là bậc A-la-hán để cho vị này sám hối. Thì ngay lập tức cái vị này sám hối, vị này sám hối thì vị đó thoát khỏi. Hay là cũng có một cái câu chuyện là có một cái người nói rằng có một vị tỳ kheo già đang tụng kinh. Thì có cái vị mới tập tu đến, nghe cái tiếng tụng kinh khàn khàn ấy, nói là ông này tụng kinh nghe như chó sủa, nghe khó chịu mà. Thì vị tỳ kheo này bị vì cái lòng thương cái người này mới ra vì nói là ông có thể ông sẽ bị đọa vào địa ngục rồi, câu nói đấy vì đã xúc phạm đến một bậc nậu tận. Thì cái vị tỳ kheo trẻ này mới quỳ xuống sám hối, xin sám hối vì đã xúc phạm đến ngài. Thì từ cái sự sám hối đấy thì vị đó không bị đọa vào địa ngục, nhưng do cái quả báo xúc phạm thánh nhân vị đó vẫn phải đọa làm chó. Đấy là vì đôi khi trong một số trường hợp các vị đấy có thể nói ra, nhưng nếu không vì cái nhân duyên gì đó thì các vị đấy sẽ không tự nhiên mà nói ra.